Người đàn ông sống sờ sờ lại bị biến thành hải cẩu, toàn thân bị may vô số mũi và cũng chịu hàng ngàn vết cắt. Anh ấy cả người đầy sẹo, vô cùng xấu xí, không giống con người. Thế nhưng tất cả đều là do anh ấy tự chuốc lấy. Rốt cuộc là căm hận đến nỗi nào mới bị đối đãi như vậy? Chuyện là Wallace là một người dẫn chương trình phát thanh, chuyên tìm kiếm những chuyện kỳ lạ, chia sẻ cho người nghe. Hôm đó, anh vô tình lướt trúng một anh chàng quay video, lại ngoài ý muốn chặt đứt chân mình. Hai người xem đến nỗi ôm bụng cười, sau đó còn liên tục chia sẻ video và hóa thân thành anh hùng bàn phím trong truyền thuyết, nói đủ thứ về anh chàng đó. Kết quả là khơi gợi sự đồng tình của cư dân mạng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lượt xem của video đã lên đến hơn 1 triệu. Bất ngờ bị bạo lực mạng, cuối cùng anh chàng đó suy sụp tinh thần, quyết định tự tử. Wallace không chỉ không thấy tội lỗi, ngược lại còn chê cười tâm lý của anh chàng đó quá yếu. Sao không đợi anh ta hoàn thành chương trình rồi hãm chết? Hôm đó, Wallace nhìn thấy một tờ rơi trong nhà vệ sinh. Chủ nhân của tờ rơi nói, mình có một phiêu lưu tuyệt vời trên biển, có những chuyện mà mọi người chưa bao giờ nghe, và rất vui lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Thấy vậy, bệnh nghề nghiệp Wallace phút chốc nổi lên, đang lo không biết ngày mai phải kể gì. Thế là anh ta theo địa chỉ trên tờ rơi, nhanh chóng đến được một biệt thự vắng vẻ ở ngoại ô. Chủ nhân của nó là một ông lão hòa nhã dễ gần. Sau khi tiếp đãi Wallace một cách nhiệt tình, ông ấy bắt đầu nói đến trải nghiệm của bản thân. Thì ra hồi còn trẻ, Howard là một đầu bếp trên một du thuyền nấu ăn cho các du khách. Không ngờ bỗng có một ngày, trên biển xuất hiện sóng to gió lớn, du thuyền không may đâm phải băng trôi. Ngoài ông ấy, tất cả mọi người đều tử nạn. Cuối cùng lại phát hiện ra một con hải cẩu đã cứu ông ấy. Nhưng đúng lúc này, Wallace đột nhiên cảm thấy sai sai, lập tức ngất xỉu. Khi anh tỉnh lại thì thấy mình ngồi trên xe lăn. Howard vội vàng giải thích, nói có lẽ anh vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh ở đây, nghỉ ngơi một chút là được. Tiếp đó ông ấy đưa cho anh một ly nước. Lúc này, Wallace đang thấy miệng khô, nên cầm lấy uống một ngụm. Thế nhưng lúc này, anh phát hiện ra hai chân của mình đã không còn nữa. Rõ ràng là do Howard làm, nhưng ông ta lại giải thích là Wallace đã bị một con nhện độc cắn. Để tránh chất độc đi vào tim, nên mới giúp anh cắt cụt chân. Giờ Wallace mới phát hiện ra tay mình cũng không cử động được. Thấy vậy, Howard cũng không giả vờ nữa. Xem ra thuốc đã có tác dụng rồi. Ông ta nói mình muốn biến Wallace thành hải cẩu. Wallace phản đối kịch liệt. Anh không tin chuyện biến thái này sẽ xảy ra với mình. Anh cố gắng hét to cầu cứu, nhưng ở nơi hoang vu này không hề có ai. Đêm khuya thanh vắng, Wallace lén lút lấy điện thoại của Howard, vội vàng gọi điện cho bạn gái. Nhưng lúc này, đạo diễn đã cho bạn gái đi làm việc khác rồi, gọi mấy lần đều không có ai nghe máy. Wallace chỉ đành để lại tin nhắn thoại, bảo bạn gái mau báo cảnh sát. Đúng lúc này, Howard đột nhiên xuất hiện, đánh một gậy vào đầu làm anh lập tức ngất xỉu. Không biết đã trôi qua bao lâu, Wallace bị đưa lên bàn phẫu thuật. Howard chuẩn bị đủ loại dụng cụ, rồi theo hướng dẫn trên tường, bắt đầu thay đổi bằng từng đường kim mũi chỉ. Khi Wallace tỉnh lại, anh thấy mình đã không còn hình dạng người nữa, cơ thể bị khâu khâu vá vá thành một con hải cẩu. Anh bơ vơ gào thét, thế nhưng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Lấy xương chân của một người trưởng thành, mài đi mài lại nhiều lần là có thể biến nó thành răng nanh của hải cẩu. Đây cũng là bước đầu tiên để biến người thành hải cẩu. Sau đó, Howard khâu vá Wallace, cuối cùng là gắn hai cái răng nanh từ xương chân lên. Như vậy, Wallace đã bị biến thành một con hải cẩu. Anh điên cuồng gào thét cầu cứu, nhưng đã sớm bị cắt mất lưỡi, chỉ có thể kêu lên một cách đau khổ. Howard không để ý chút nào, mà đứng trên cao, nói với Wallace, muốn trở thành hải cẩu, cậu phải học cách bơi. Tiếp đó, ông ta dùng điều khiển, đẩy thẳng Wallace xuống nước, ép Wallace bơi như hải cẩu. Nhưng làm thế nào Wallace cũng không nổi được trong nước, vừa xuống đã chìm xuống đáy. Thế nhưng thấy cảnh này làm cậu nghi ngờ cuộc sống. Dưới nước có vô số thi thể có vẻ ngoài giống hải cẩu. Thì ra, sự biến thái của ông già này đã không chỉ là ngày một ngày hai rồi. Thấy Wallace đã rất mệt rồi, Howard đưa anh lên lại bờ, dựa lên người anh, hát cho anh nghe. Đến giờ ăn rồi, Howard ném thẳng cho Wallace một con cá sống, bởi vì hải cẩu vốn là ăn cá sống. Lúc này, tinh thần của Wallace đã ở trên bờ vực của sự sụp đổ. Anh không thể chấp nhận được, mình lại bị biến thành bộ dạng quỷ quái này. Bây giờ anh giống như một con vật, mặc cho Howard chi phối. Nhưng để có thể sống sót, anh chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Howard, ngày nào cũng lặp đi lặp lại ăn cá, cố gắng nhanh chóng làm mình biến thành một con hải cẩu chân chính. Cùng lúc đó, cuối cùng bạn gái của Wallace cũng nghe được lời nhắn của anh. Cô lập tức cùng với bạn của Wallace đến đồn báo cảnh sát ngay trong đêm.
nhưng cảnh sát lại cho rằng họ đang chơi khăm, giới thiệu đại cho họ một thám tử tư. Trùng hợp, gần đây ông ta luôn theo dõi một tên cuồng giết người. Ông ta nói, tên này sẽ chặt đứt tứ chi của nạn nhân, sau đó bắt đầu may vá một cách đáng sợ với cơ thể, rồi cắt đứt lưỡi họ. Cuối cùng là gắn răng nanh làm bằng xương chân lên, biến nạn nhân thành hải cẩu. Sau đó, họ theo đầu mối Wallace để lại, đến một cái siêu thị. Nhân viên nói đúng là mấy ngày trước Wallace từng đến đây, bởi vì đã mượn một cuốn sổ của họ, dường như là ghi lại địa chỉ, vậy nên có ấn tượng sâu hơn. Thám tử bảo nhân viên lấy cuốn sổ đó ra, vội vàng dùng bút chì trà lên giấy. Không ngờ địa chỉ thật sự hiện ra. Cứ như vậy, họ theo địa chỉ, đi đến gần nhà Howard. Ở đây, họ tìm thấy xe của Wallace đã rơi xuống hồ từ lâu. Thám tử suy đoán chắc chắn Wallace không ở trong xe. Tiếp đó, đưa cho hai người hai khẩu súng phòng thân, bởi vì họ định đi vào biệt thự của Howard tìm kiếm kỹ hơn. Ông già kia lại tiếp tục dạy hải cẩu bơi. Thế nhưng kỳ lạ là, con hải cẩu xấu xí này lại là bị biến thành từ một người sống. Anh bị chặt đứt tứ chi sau hơn ngàn mũi kim, thay đổi nhiều lần, cuối cùng đã biến thành như vậy. Howard thấy Wallace rất hợp tác, nên kể nốt câu chuyện còn đang dở. Thì ra năm đó, sau khi được hải cẩu cứu, Howard thấy xung quanh không có gì ăn được, vừa lạnh vừa đói, để có thể sống sót. Cuối cùng Howard đã giết con hải cẩu đó, nhờ vào thi thể thối rữa của nó, kiên trì được một tháng, cuối cùng cũng đợi được đội cứu hộ. Nhưng đến bây giờ, chỉ cần ông ta nhớ đến hải cẩu, ông ta sẽ buồn nôn trước mùi hôi thối kinh tởm đó, nhưng đồng thời cũng đầy tội lỗi với hải cẩu. Cứ như vậy, dưới sự ảnh hưởng của hai tâm lý, Howard dần dần trở nên méo mó. Thế là ông ta không ngừng bắt cóc mọi người, biến bọn họ thành hải cẩu. Sau đó, ông ta cũng mặc một bộ đồ hải cẩu đặc chế. Ông ta định cho con hải cẩu năm đó một cơ hội để trả thù. Ông ta hét lên với Wallace, nếu cậu không sống tiếp thì phải giết được tôi, nếu không cậu sẽ vĩnh viễn biến thành thú cưng của tôi, đến khi chết. Nói xong thì nâng dao trong tay lên. Wallace vốn vô cùng phẫn nộ, bây giờ đã hoàn toàn muốn báo thù. Anh nhức răng nanh sắc nhọn lên, đâm vào người Howard một cách tàn nhẫn, hết nhát này đến nhát khác, trút xuống những cảm xúc bị dồn nén trong thời gian này. Thế nhưng bất ngờ rằng, Howard không hề phản kháng, ngược lại còn bình tĩnh nằm bất động trên mặt đất, dường như đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết này. Có lẽ ông ta đang bù đắp cho tội lỗi đối với hải cẩu, hoặc đang giải thoát cho chính mình. Đúng lúc này, bạn gái xông vào, nhìn thấy bạn trai đã biến thành hải cẩu, cô lập tức sụp đổ. Lúc này, thám tử cũng đến. Ông ấy thấy ánh mắt muốn chết một cách chân thành của Wallace, bèn nâng súng định giải thoát cho anh. Một năm sau, Wallace vẫn còn sống, còn có nhà mới. Anh được đưa đến một sở thú, bạn gái thường xuyên đến thăm anh, nhưng Wallace không muốn gặp bất cứ ai. Bạn gái thấy vậy, ném một con cá sống vào. Wallace lập tức bỏ ra, ăn cá giống như một con vật thực sự. Bạn gái thấy anh như vậy thì rất đau buồn. Sau đó ở bên bạn của Wallace, tìm kiếm sự an ủi. Hai người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mà không thấy ai náy. Wallace ủ rũ quay lại hang. Có lẽ có người cảm thấy Wallace rất đáng thương, nhưng cũng có người nói đây là nhân quả tuần hoàn. Chỉ vì khi đó anh làm anh hùng bàn phím, khiến anh chàng đó tự tử. Vậy nên đây cùng là anh ấy tự chuốc lấy. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Mình là Quark Review Phim. Hẹn gặp lại ở tập sau.